nước Mỹ, cái nôi sản sinh những phát minh vĩ đại nhất thay đổi diện mạo thế giới. Từ các ông lớn công nghệ như Microsoft, Apple, Tesla hay Facebook, cho đến các đột phá y học không thể quên như vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Những con số ấn tượng như 400 người từng đoạt giải Nobel, có 53 trên 100 trường đại học thuộc top đầu thế giới, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ về quyền lực giáo dục và khoa học của xứ sở cờ hoa. Chính vì vậy, du học Mỹ luôn là khát vọng của muôn người trên khắp thế giới. Sinh viên quốc tế du học tại đây không chỉ được hấp thụ tri thức tầm vóc quốc tế, mà còn rèn luyện kỹ năng sáng tạo, lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả. Những chìa khóa vàng mở ra cánh cửa thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tuy nhiên, đường tới viễn cảnh tươi sáng này cũng bị giằng xé bởi muôn vàn thử thách. Chi phí học tập, sinh hoạt cực kỳ đắt đỏ, áp lực học tập nặng nề, khó khăn về hòa nhập văn hóa, cô đơn, xa gia đình khiến nhiều du học sinh trầm cảm, stress. Chính vì thế, du học Mỹ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉnh táo trong cả tinh thần lẫn kinh tế. Như vậy thì, liệu du học Mỹ được nhiều hơn hay mất nhiều hơn? Điều gì đã tạo nên sức hút mãnh liệt của nền giáo dục Mỹ? Liệu tấm bằng đại học từ một trường đại học Mỹ có thực sự là chìa khóa vạn năng, mở ra cánh cửa thành công hay không? Và bạn đã sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để biến giấc mơ thành hiện thực? Trong bài viết này, mình sẽ phân tích các yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định du học, ưu và nhược điểm của du học Mỹ, cũng như đặc tính của 4 loại trường đại học tại Mỹ. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn toàn cảnh, chân thực và khách quan nhất về con đường du học đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần chông gai này. Trước khi bắt đầu, mình xin tri ân đến tiến sĩ Phạm Đức Hùng và đội ngũ tác giả của Bước ra thế giới, đường tới nước Mỹ. Cuốn sách cung cấp những lời khuyên thực tiễn về từng bước trong quá trình chuẩn bị và nộp đơn vào các trường đại học Mỹ. Mình không chỉ nắm được các thành phần bắt buộc và không bắt buộc trong một bộ hồ sơ tiêu chuẩn, các loại hạn chót, các mốc thời gian quan trọng, mà còn cả cách giúp hồ sơ trở nên nổi bật thông qua resume, luận chính, luận phụ, phỏng vấn, v.v. Bên cạnh đó, các hướng dẫn cụ thể về visa và thẻ xanh giúp ích mình rất nhiều trong việc định hướng con đường phát triển của bản thân sau này. Sách này được Spyroom phát hành, bạn có thể đặt hàng ngay trên một sản phẩm dưới video hoặc tham khảo thêm trong phần mô tả. Còn bây giờ, chúng mình hãy bắt đầu nhé! Lo chọn nước Mỹ. Chắc hẳn với nhiều bậc phụ huynh và các bạn chưa có trải nghiệm thực tế về nước Mỹ sẽ băn khoăn. Tại sao tôi nên cho con đi Mỹ mà không phải châu Âu, Nga, Nhật hay một nước tiên tiến nào khác? Trước khi đưa ra những lý do mà mình nghĩ là điểm ưu việt của Mỹ cùng hệ thống giáo dục Mỹ, mình xin khẳng định rằng du học Mỹ không phải con đường đến thành công duy nhất. Du học Nhật, Úc, Bỉ, Hà Lan hay kể cả ở Việt Nam, học sinh vẫn có thể thành công. Tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình và chiến thuật hoặc phương thức chúng ta hỗ trợ cho con. Tuy vậy, với trải nghiệm hơn 7 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ, mình có thể khẳng định du học tại Mỹ đem lại nhiều ưu điểm rất lớn. Thứ nhất, môi trường học thuật đỉnh cao. Là đất nước dẫn đầu thế giới về khoa học, kỹ thuật, môi trường học thuật của Mỹ luôn được đánh giá cao. Theo bảng xếp hạng QS Ranking, trong top 100 trường đại học lớn nhất thế giới, nước Mỹ có 53 trường. Nước Mỹ sở hữu nhiều phát minh và thành tựu thay đổi thế giới, như sự ra đời của Microsoft, Apple, Tesla, Facebook, thuốc và vaccine trị COVID-19. Thứ hai, cơ hội làm việc rộng mở. Chính sách của nước Mỹ mở ra nhiều cơ hội cho du học sinh có thể xin việc và định cư thông qua các loại visa thực tập và du học, CPT, OPT, F1, H1B và các loại thẻ định cư vĩnh viễn cho người có việc làm hoặc trình độ học thuật như EB1, EB5. Một lần nữa, ở Mỹ, các bạn sẽ tìm thấy các công ty công nghệ, kỹ thuật, dược phẩm, bệnh viện đứng đầu thế giới với mạng lưới rộng lớn, số lượng công việc cực kỳ nhiều. Rất nhiều du học sinh Việt Nam tại Mỹ trở thành những ngôi sao về du học, xuất bản sách hoặc trở thành blogger hay làm CEO công ty công nghệ và giờ đang tuyển dụng chính các nhân tài từ Việt Nam qua Mỹ làm việc. Mức lương khởi điểm của du học sinh sau khi ra trường dao động từ 100.000 cho tới 200.000 USD một năm không hề hiếm. Thứ ba, chính sách nhập cư. United States of America, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đúng như tên gọi của nó, là đất nước của người nhập cư. Chỉ cần bạn nói được tiếng Anh, có công việc hoặc học tập, bạn đã có chất liệu để trở thành người Mỹ. Theo trang US News, nước Mỹ xếp hạng một trong danh sách các quốc gia có nhiều người nhập cư nhất với gần 50 triệu người vào năm 2017, chiếm 15% dân số. Trang Global RCG đánh giá nước Mỹ xếp thứ 6 trong danh sách các quốc gia thân thiện nhất với người nhập cư. Chính những người nhập cư đang nỗ lực làm việc ngày đêm, chăm chỉ xây dựng gia đình và góp phần làm nước Mỹ giàu mạnh hơn. Bạn sẽ bắt gặp ở Mỹ có nhiều người nhập cư làm công ăn lương, nhưng cũng sẽ gặp nhiều người là ca sĩ, diễn viên, chính trị gia và tỷ phú trên thế giới. Hệ thống chuỗi nhập cư là một điều cực kỳ đặc biệt của nước Mỹ. Sau khi một người nhập cư được cấp thẻ xanh lấy quốc tịch, họ có quyền bảo lãnh bố mẹ và anh chị em sang cùng. Và anh chị vợ sau đó lại có thể bảo lãnh người nhà bên vợ hoặc chồng của họ.
Đối với người đã có thẻ xanh, họ có thể làm được rất nhiều công việc về kỹ thuật hoặc thẩm mỹ với mức thu nhập tốt. Thứ tư, rào cản ngôn ngữ thấp hơn nhiều nước khác. Vì Mỹ là quốc gia của người nhập cư, họ quen với chất giọng tiếng Anh của nhiều quốc gia khác nhau, nên người nước ngoài sẽ dễ hòa nhập hơn. Ở bệnh viện và nhiều khu vực công khác luôn có dịch vụ dịch thuật trực tuyến. Cộng đồng người Việt tại Mỹ khá đông. Tiếng Việt là tiếng nước ngoài được nói phổ biến thứ tư tại quốc gia này. Ở nhiều khu vực tại Cali hay Texas, bạn thậm chí không cần biết tiếng Anh vẫn có thể sống và làm việc bình thường. Thứ năm, an toàn. Chúng ta hay bắt gặp những tin tức về các vụ xả súng hay khủng bố. Nhưng thực ra, số liệu trong các thống kê cho thấy số người chết ở Mỹ mỗi năm vẫn ít hơn nhiều so với số người chết vì tai nạn giao thông hay chiến tranh ở các quốc gia khác. Nói đến chiến tranh, một điều hiển nhiên là không có quốc gia nào trên thế giới dám tấn công trực diện nước Mỹ. Một vài nhược điểm. Tất nhiên, chẳng có con đường nào trải toàn hoa hồng cả. Đường tới nước Mỹ cũng không phải ngoại lệ. Bạn hãy cân nhắc một số yếu tố sau khi quyết định đi du học Mỹ. Đầu tiên, học phí ở Mỹ đắt đỏ hơn nhiều nước. Ngoại trừ học bổng toàn phần, còn lại gia đình cần đóng từ 10.000 USD một năm trở lên. Con số này ở Mỹ hay Hà Lan chỉ khoảng 5.000 euro. Thứ hai, xa nhà và văn hóa khác biệt. Mỹ cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Mỗi lần được nghỉ về quê thăm nhà, bạn sẽ mất nhiều thời gian. Người Việt qua Mỹ thường gặp khó khăn về văn hóa và tiếng Anh trong khoảng 3 tháng đầu tiên. Nhưng dĩ nhiên, ngoại trừ ở Việt Nam, dù bạn đi đâu cũng sẽ cần thời gian để thích ứng. Cuối cùng, du lịch rất đắt đỏ. Tại châu Âu, vé máy bay Ryanair từ Brussels tới Santorini cách đó 3 giờ bay chỉ có 20 euro. Còn ở Mỹ, với đoạn đường và thời gian bay tương ứng, bạn phải trả ít nhất là 200 USD. Tại châu Âu, các thành phố chỉ cách nhau 30 phút đi tàu. Còn ở Mỹ, nhiều khi bạn phải lái xe 1 tiếng đồng hồ chỉ để đi từ nhà mình ra siêu thị mua đồ ăn. Ở Mỹ vẫn có rất nhiều địa điểm rất đẹp. Tuy nhiên, bạn thường cần phải lái xe và đi bộ đoạn đường rất dài để có thể thưởng thức. 4 loại đại học 4 năm ở Mỹ. Vừa rồi, mình đã trình bày một vài ưu và nhược điểm của du học Mỹ. Nếu bạn vẫn còn phân vân về việc có nên đi du học Mỹ hay không, hãy cùng mình tìm hiểu về hệ thống giáo dục Mỹ nhé. Hệ thống giáo dục Mỹ rất đa dạng với nhiều loại trường đại học khác nhau. Mỗi loại trường sẽ có những đặc điểm riêng biệt về chương trình đào tạo, học phí cũng như yêu cầu đầu vào. Việc hiểu rõ về các loại trường này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng và mục tiêu của mình. Tổ chức US News xếp loại 3.000 đại học 4 năm ở Mỹ vào 4 loại khác nhau: National University, National Liberal Arts College, Regional University và Regional College. Tất cả các loại trường này đều cấp ít nhất bằng cử nhân. Giá trị của các bằng cử nhân này như nhau, không phân biệt loại trường. Ví dụ, bằng cử nhân ngành hóa học từ một National University tương tự bằng cử nhân ngành hóa học từ một Regional College. Không có công ty, nhà tuyển dụng hoặc ban tuyển sinh các chương trình cao học nào quan tâm đến loại trường bạn tốt nghiệp cả. Tuy nhiên, US News phân các đại học 4 năm thành 4 loại để giúp phụ huynh và thí sinh phân tích nhanh môi trường học của mỗi nơi, vì mỗi thể loại sở hữu một loạt các đặc điểm chung. Thứ nhất, National University. Có thể lấy ví dụ các trường Harvard University, University of Pennsylvania, Dartmouth College, Boston University, Boston College, University of California, Los Angeles, University of New York at Buffalo, Arizona State University. Đây là những trường rất lớn, gồm từ 10.000 đến 40.000 sinh viên, kể cả sinh viên đại học lẫn cao học. Vì vậy, việc bạn ngồi trong một giảng đường gần 100-200 sinh viên là bình thường. Bên cạnh đó, giáo sư ở National University tập trung nghiên cứu nhiều hơn giảng dạy, vì lượng nghiên cứu hàng năm là yếu tố hàng đầu giúp các trường loại này đạt danh tiếng trên toàn quốc và thế giới. Chính vì kích thước to và lượng nghiên cứu lớn của các NU, lúc nào họ cũng xuất hiện trên các bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới như Times Higher Education, Forbes, Shanghai Ranking. Những tổ chức rất coi trọng số lượng nghiên cứu của mỗi trường và dùng nó làm yếu tố hàng đầu khi xếp hạng. Ở National University, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội làm việc thực tập nghiên cứu vào mùa hè hoặc suốt năm. Vì đây là các trung tâm nghiên cứu, giáo sư nào cũng tạo ra một vài dự án hàng năm. Một điều lợi nữa là ngành học của National University phân chia rất sâu. Ví dụ, ngoài ngành biology, họ còn có các ngành cụ thể hơn và liên quan đến biology như microbiology, biomedical science, cellular biology. Mặt trái bao gồm việc sinh viên đại học ít có cơ hội tương tác với giáo sư, những người thường trao trách nhiệm đứng lớp cho trợ giảng. Trợ giảng thường là sinh viên cao học đang trong quá trình hoàn thành luận án tiến sĩ. Nếu có thắc mắc hoặc quan ngại gì, bạn sẽ làm việc với các trợ giảng trước và giáo sư cuối cùng. Ngoài ra, vì ngồi học trong các lớp to, bạn sẽ không được nhiều sự chú ý từ trợ giảng hoặc giáo sư. Sự thật về các National University là họ không chú trọng đầu tư vào bậc đại học bằng bậc cao học.
vì bậc cao học là nơi các thí nghiệm, phát minh, nghiên cứu sáng tạo nhất diễn ra, giúp trường danh giá hơn. Đa phần các NU không hào phóng lắm với các học sinh quốc tế cấp cử nhân. Những trường cho nhiều tiền nhất là các trường nằm trong top 20 của US News như Harvard, Princeton, Yale, Chicago, Duke, Notre Dame, Vanderbilt. Đây là những trường rất khó vào, nhưng đã vào rồi thì thường họ sẽ cho đủ tiền để bạn đóng trong ngân sách của gia đình. Đối với những trường nằm ngoài top 20, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi xin hỗ trợ tài chính. Một số trường còn có chính sách không cấp một đồng nào cho học sinh quốc tế ở cấp cử nhân như UCLA, Carnegie Mellon, University of North Carolina, George Tech, Purdue, University of Maryland. Cho nên, các bạn Việt Nam học ở National University thường có gia đình khá giả, có thể đóng từ 40.000 cho tới 75.000 USD một năm cho học phí và ăn ở. Hoặc các bạn rất giỏi, đậu vào những trường nằm trong top 20 và được nhận nhiều tiền. Thứ hai, Liberal Arts College. Dịch sang tiếng Việt là Đại học Khai Phóng. Đây là loại trường độc đáo ở Mỹ và có rất ít quốc gia sở hữu mô hình giáo dục này. Ví dụ, Amherst College, William College, DePaul University, Wabash College, Lehigh University, Lafayette College, St. Olaf College, Carleton College, Smith College và Wellesley College. Liberal Arts College thường rất nhỏ, chỉ có khoảng 1.000 cho tới 3.000 sinh viên. Vì thế, bạn sẽ ngồi trong các phòng học nhỏ với khoảng 10 tới 20 sinh viên, giúp tăng sự tương tác giữa các sinh viên và giáo sư. Triết lý của một Liberal Arts College hướng đến việc đào tạo một cá nhân toàn diện. Một sinh viên chuyên ngành toán không chỉ học lớp toán, mà còn học các lớp về chính trị quốc tế, hùng biện, lịch sử và âm nhạc. Tương tự, một sinh viên ngành hội họa không chỉ học các lớp nghệ thuật, mà còn học các lớp về sinh học, tài chính và tâm lý. Quan điểm của những người tạo ra hệ thống Đại học Khai Phóng là khi các sinh viên tốt nghiệp và bước vào thế giới thực, họ sẽ đối mặt với các vấn đề toàn cầu hóa, công nghệ phát triển chóng mặt, máy móc thay thế nhiều công việc truyền thống. Cho nên, hệ thống giáo dục khai phóng sẽ giúp người học thích nghi nhanh với những thay đổi đó. Vì ở Liberal Arts College, bạn sẽ học cách học, learn to learn, và học cách kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở Liberal Arts College, giáo sư tập trung dạy học nhiều hơn nghiên cứu. Họ đứng giảng gần như 100% các lớp học. Trợ giảng có tồn tại, nhưng rất hiếm so với National University. Bạn sẽ có cơ hội tạo mối quan hệ tốt với giáo sư, một yếu tố quan trọng nếu bạn muốn học lên cao học sau này, vì bạn sẽ cần thư giới thiệu tốt từ họ. Liberal Arts College là một môi trường nhỏ, cơ hội thực tập, nghiên cứu vào mùa hè không phong phú và đa dạng bằng National University. Bên cạnh đó, ngành học ở đây không đi sâu như đại học quốc gia. Ví dụ như, họ có ngành Biology và chỉ thế thôi, không có ngành Microbiology hay Cellular Biology riêng biệt. Chính vì lý do này, rất nhiều người tốt nghiệp từ các Liberal Arts College tiếp tục học bậc thạc sĩ và tiến sĩ để cải thiện chuyên môn. Điểm yếu cuối cùng là Liberal Arts College gần như không có hoặc có rất ít chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Dĩ nhiên, đó không phải là vấn đề nếu bạn đang tìm một chương trình cử nhân. Ở Mỹ, Liberal Arts College là loại trường hào phóng nhất với học sinh quốc tế. Đại đa số đều cho sinh viên rất nhiều tiền để đến học, mặc dù tổng chi phí, học phí lẫn ăn ở của họ có thể lên tới 60.000 USD một năm hoặc 70.000 USD một năm. Học sinh Việt Nam khi học ở Liberal Arts College thường đóng ở mức 20.000 USD một năm đến 30.000 USD một năm nhờ lượng hỗ trợ tài chính từ các trường này. Thứ ba, Regional University. Có thể kể đến Providence College, Trinity University, Fairfield University, Emerson College, Ithaca College, Augsburg University, tất cả các trường trong hệ thống California State University. Dù học sinh Việt ít quan tâm tới Regional University vì họ không nổi tiếng như đại học quốc gia và đôi khi không hào phóng bằng đại học khai phóng, nhưng rất nhiều Regional University sở hữu chất lượng giáo dục tốt và dễ vào. Về cơ bản, Regional University là một bản sao của National University, nhưng quy mô bé hơn. Họ có tương đối nhiều chương trình nghiên cứu cho sinh viên cao học, nhưng khiêm tốn hơn. Họ có tương đối nhiều học sinh, từ 3.000 tới 10.000 sinh viên. Vì Mỹ có rất nhiều trường thuộc thể loại này, US News xếp họ vào 4 vùng địa lý, Đông, Tây, Nam, Bắc, và xếp hạng mỗi trường theo từng vùng, không có trường nào đứng đầu cả quốc gia cả. Ví dụ, Providence College được xếp số 1 cho vùng phía Bắc, Whitworth University đứng thứ 4, nhưng ở vùng phía Tây. Dù ở xếp hạng cao, nhiều Regional University có tỷ lệ đậu khá cao. Vì độ cạnh tranh ở những trường này thấp và hồ sơ nộp đơn khá dễ, nhiều trung tâm tư vấn ở Việt Nam liên kết với họ để giới thiệu học sinh Việt Nam vào. Bạn có thể gặp rất nhiều sinh viên nước mình ở một số trường như thế, đặc biệt các trường trong hệ thống California State University, CSU, như CSU Fullerton, CSU Northridge, CSU Long Beach.
Về mặt hào phóng với sinh viên quốc tế, mình cảm thấy khó mô tả khái quát chính sách tài chính của những trường loại này, vì có trường cho nhiều, có trường cho ít, không theo quy luật nào cả. Ví dụ như Providence College rất mắc, tổng chi phí của họ lên tới 70.000 USD một năm, nhưng họ cũng cho tiền kha khá. Trong khi các trường trong hệ thống CSU gần như chẳng cho đồng nào, nhưng tổng chi phí gốc tương đối thấp, nằm khoảng 30.000 cho tới 40.000 USD một năm. Thứ tư, Regional College. Ví dụ như Catawba College, Keystone College, Taylor University, Edinburgh College, Colby Sawyer College. Các Regional College được xây dựng dựa trên hình mẫu của một Liberal Arts College nhỏ, tập trung giáo dục bậc đại học. Bậc cao học đôi khi tồn tại nhưng rất hiếm. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở đề cương. Regional College sở hữu nhiều ngành chuyên về đào tạo nghề, để khi tốt nghiệp, sinh viên hướng vào một loại công việc cụ thể, ví dụ như Accounting, làm kế toán, Graphic Design, làm thiết kế đồ họa, Nursing, làm y tá. Trong khi đó, các Liberal Arts College nhấn mạnh vào các ngành thuần túy như Math, Biology, Psychology, Philosophy, History, Fine Arts. Tương tự như Regional University, các Regional College có tỷ lệ đậu khá cao, thường là trên 50%. Học sinh quốc tế cũng như các học sinh Việt Nam ít biết tới loại trường này, có lẽ bởi chính sách hỗ trợ tài chính của họ khá mập mờ. Mặc dù tổng chi phí của các Regional College tương đối thấp hơn các loại trường khác, ở mức 40.000 cho tới 60.000 một năm, nhưng việc chọn đúng trường cho nhiều tiền thật sự là hên xui. Nếu không có người hướng dẫn, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc chọn trường hào phóng với học sinh quốc tế. Ngoài ra, với những bạn gia đình không có nhiều điều kiện hoặc GPA không cao, bạn có thể chọn du học từ Community College. University và College đào tạo cấp cử nhân 4 năm, tức Bachelor's Degree. Một số college nhỏ hơn chỉ dạy chương trình 2 hoặc 3 năm, được gọi là Community College. Community College thường cấp chứng nhận hoặc bằng Associate's Degree 2 năm, tạm dịch là bằng liên kết, bằng nghề nghiệp. Rất nhiều chương trình 2 hoặc 3 năm từ Community College được chuyển tiếp lên cấp đại học. Nhiều sinh viên tốt nghiệp Community College sẽ được chuyển lên năm thứ 3 tại đại học và hoàn thành chương trình cử nhân. Trên đây là những thông tin cơ bản về du học bậc đại học ở Mỹ. Mong rằng qua video này, bạn sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân. Du học là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội để bạn khám phá thế giới, phát triển bản thân và mở ra những chân trời mới. Dù bạn chọn con đường nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đam mê và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bước chuẩn bị hồ sơ du học, cũng như những kinh nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh, cuốn sách Bước ra thế giới, Đường tới nước Mỹ của tiến sĩ Phạm Đức Hùng sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu. Cuốn sách không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên môn hữu ích, mà còn truyền cảm hứng và động lực để bạn vững bước trên con đường chinh phục giấc mơ du học Mỹ. Bạn có thể đặt hàng ngay trên một sản phẩm dưới video hoặc tham gia thêm trong phần mô tả nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.